chánh niệm, lợi ích kỳ diệu cho cuộc sống hiện tại, cho cả người già và các bạn trẻ. Giữa dòng đời hối hả, ta đã bao giờ dành cho bản thân khoảnh khắc tĩnh lặng để thực sự sống? Chánh niệm là một phương pháp tu tập cổ truyền trong đạo Phật, là một trong 8 bát đạo giúp con người giải thoát khỏi sự khổ đau và tìm kiếm sự giác ngộ. Nó vẫn còn rất thích hợp đến đời sống hiện tại của chúng ta ngày nay. Sự thích hợp ấy tự nó không dính dáng gì đến đạo Phật hoặc việc trở thành một Phật tử, vì nó là sự tỉnh thức, biết sống hòa hợp với chính mình và thế giới chung quanh từng phút giây. Chánh niệm ngày nay đi vào đời sống như là một nghệ thuật sống, giúp ta trân quý từng khoảnh khắc, kết nối sâu sắc với bản thân và thế giới xung quanh, được sử dụng phổ biến như một phương thức chăm sóc sức khỏe tinh thần. Chánh niệm là gì? Trong đạo Phật, chánh niệm còn được gọi là trái tim của thiền quán. Trên căn bản thì chánh niệm là một ý niệm hết sức đơn giản. Niệm là nhớ, ghi nhận, chú tâm. Chánh niệm là nghĩ nhớ đến các đề mục của tứ niệm xứ, là sự ghi nhận, chú tâm đúng, trọn vẹn, toàn diện, chân xác tất cả những gì xảy ra trong hiện tại. Nếu bị lãng quên, thất niệm, không chú tâm thì hãy đưa tâm trở về với chánh niệm. Niệm là cơ sở của định. Sức mạnh của chánh niệm nằm ở chỗ ta biết thực hành và áp dụng nó. Chánh niệm là một phương pháp tu tập giản dị nhưng có một năng lực vô song, có thể giúp ta thoát ra và tiếp xúc lại được với tuệ giác và sự sống của mình. Đây cũng là một phương cách giúp ta làm chủ lại được đường hướng và phẩm chất của đời mình. Trong đó có những mối tương quan của ta trong gia đình, ngoài xã hội, rộng hơn nữa là với thế giới và trái đất này. Và căn bản hơn hết là với chính ta như một con người. Chánh niệm được hiểu là thực hành giúp nhận thức đầy đủ và không phán xét về hiện tại, thay vì dự đoán tương lai hay sống trong quá khứ. Nó đơn giản là khả năng nhận thức được mình đang làm gì và đang ở đâu mà không phản ứng quá mức hoặc choáng ngợp với những điều xảy ra xung quanh. Chánh niệm ngày nay được áp dụng rộng rãi như một phương pháp chăm sóc tinh thần. Một yếu tố quan trọng trong chánh niệm là kết nối với cơ thể và những cảm giác của chúng ta. Điều này đồng nghĩa với việc người thực hành chánh niệm sẽ nhận thức được suy nghĩ, cảm xúc và các cảm giác của cơ thể, bao gồm cả vị giác, khứu giác, xúc giác, thị giác và thính giác. Bản chất chánh niệm là một nghệ thuật sống tỉnh thức. Quý vị không cần phải là một Phật tử hay một nhà yoga mới có thể thực tập chánh niệm. Trong Phật giáo, điểm quan trọng nhất là ta phải biết trở về với chính mình, chứ không nên cố gắng trở thành một cái gì khác hơn là mình. Đạo Phật dạy cho ta biết tiếp xúc với tự tánh của ta và để cho nó hiển lộ ra một cách không ngăn ngại. Có nghĩa là ta phải tỉnh thức và nhìn thấy sự vật như chúng thật sự như vậy. Thật ra chữ Buddha, Phật, có nghĩa là một người tỉnh thức, một người đã thấy được tự tánh của mình. Vì vậy, sự thực tập chánh niệm không hề xung đột với bất cứ một tín ngưỡng hay một truyền thống nào khác, cho dù đó là tôn giáo hoặc khoa học. Và nó cũng không đòi hỏi ta phải tin vào một hệ thống tư tưởng hoặc một chủ nghĩa nào hết. Chánh niệm chỉ đơn giản là một phương pháp cụ thể giúp ta tiếp xúc được với chính mình một cách trọn vẹn hơn qua một quá trình tự quán chiếu, tự xét soi và hành động có ý thức. Diễn đạt nghĩa chánh niệm từ nãy giờ, vậy cụ thể chánh niệm đơn giản như Thầy Thích Nhất Hạnh nói. Khi chúng ta thực hành chánh niệm mỗi ngày, chúng ta mở ra những điều tuyệt vời của đời sống, điều ấy cho phép chữa lành thế giới và nuôi dưỡng chính chúng ta. Khi tôi chế trà, tôi thích chế trà trong chánh niệm, nghĩa là tôi chế trà với tâm trí hoàn toàn trong việc chế trà, tâm trí không ở quá khứ, tương lai hay ở những dự án khác. Tâm trí tôi đang tập trung chế trà, tôi tập trung chú ý vào việc chế trà trở thành đối tượng duy nhất trong chánh niệm và sự tập trung. Điều này là một niềm vui và nó cũng mang lại sự hiểu biết sâu sắc. Tôi có thể nhìn thấy trong trà của tôi có đám mây, hôm qua nó là đám mây, nhưng giờ nó là trà của tôi. Sự hiểu biết sâu sắc không phải là cái gì xa vời với chánh niệm, và sự tập trung sẽ đem lại sự hiểu biết sâu sắc cho quý vị và cũng từ đó sẽ giải phóng quý vị, mang lại hạnh phúc cho quý vị. Đó là những gì Thầy Thích Nhất Hạnh chia sẻ. Lợi ích của chánh niệm. Chánh niệm là việc nhận thức và hiểu rõ những trạng thái bên trong và xung quanh chúng ta. Mục đích của chánh niệm là ngăn chặn các thói quen xấu và tránh xa các phản ứng tiêu cực bằng cách quan sát và nhận thức về suy nghĩ, cảm xúc và trải nghiệm hiện tại
mà không đánh giá hay phán xét. Chánh niệm mang lại nhiều lợi ích cho con người. Bên cạnh việc rèn luyện khả năng tập trung, chánh niệm còn giúp nâng cao sức khỏe tinh thần và tốt cho cuộc sống hàng ngày, công việc, mối quan hệ và sức khỏe thể chất. Cụ thể, những lợi ích của chánh niệm bao gồm: cải thiện được trí nhớ và khả năng nhận thức, cải thiện được giấc ngủ, tăng cảm giác hạnh phúc, giải tỏa được căng thẳng, trầm cảm và lo lắng, giảm các triệu chứng đau nửa đầu và đau mãn tính, kết nối và tương tác với mọi người tốt hơn, giúp giảm cân và cải thiện chứng rối loạn ăn uống. Khi đã hiểu rõ lợi ích của chánh niệm là gì, có thể bạn cũng quan tâm đến cách thực hành chánh niệm để cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất. Cách thực hành chánh niệm. Quý vị có thể đạt được chánh niệm thông qua việc thực hành thiền định hoặc các hoạt động hàng ngày. Bằng cách tập trung vào hiện tại và giảm bớt cuộc đối thoại nội tâm, quý vị có thể đạt được trạng thái chánh niệm. Sau đây là một số phương pháp thực hành chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày. Tập thở trong chánh niệm. Hãy dành cho mình một khoảnh khắc để tạm gác công việc hàng ngày và kết nối với bản thân. Để thực hiện chánh niệm bằng hơi thở, quý vị có thể tuân theo các bước sau. Bước 1, ngồi thẳng lưng sao cho thoải mái. Bước 2, trong vòng 1 phút, tập trung chú ý đến hơi thở của quý vị. Bước 3, thở tự nhiên và lưu ý thời gian giữa mỗi lần hít vào và thở ra. Bước 4, cảm nhận sự mở rộng của phổi và chuyển động của bụng mỗi khi thở. Bước 5, khi quý vị cảm thấy mất tập trung, nhẹ nhàng đưa tâm trí trở lại hơi thở. Thực hành nhận thức suy nghĩ và cảm xúc một cách chánh niệm. Chánh niệm không có tác dụng loại bỏ hoàn toàn suy nghĩ và căng thẳng, nhưng nó giúp quý vị nhận thức được những cảm xúc này sẽ đến và đi. Để thực hành chánh niệm, quý vị có thể: Bước 1, hỏi chính mình, tôi đang trải qua điều gì vào thời điểm này? Bước 2, đặt tên cho các suy nghĩ và cảm xúc của quý vị, ví dụ, đây là cảm giác lo lắng. Bước 3, tránh phán xét chính mình và thay vào đó, quan sát và đánh giá xem liệu nỗi lo lắng đó có đáng ngại hay không. Bước 4, nếu căng thẳng và lo lắng đó không đáng kể, quý vị có thể bỏ qua nó và tập trung vào hiện tại. Bước 5, nếu đánh giá rằng căng thẳng và lo lắng đó nghiêm trọng, quý vị có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên gia tâm lý, gia đình, bạn bè hoặc người cố vấn để hỗ trợ và giải quyết vấn đề. Thực hành ăn trong chánh niệm. Chánh niệm trong ăn uống có nghĩa là tập trung hoàn toàn vào bữa ăn của mình mà không bị phân tán bởi việc xem TV, đọc sách hay sử dụng điện thoại. Để thực hiện ăn uống chánh niệm, bạn có thể tập trung vào hình dáng, màu sắc của thức ăn, cảm nhận hương vị và mùi của thức ăn. Ngừng ăn khi bạn cảm thấy no, thay vì cố gắng hoàn tất toàn bộ thức ăn trên đĩa. Thực hành đi bộ chánh niệm. Để đi bộ chánh niệm, quý vị có thể tập luyện bất kỳ lúc nào trong ngày. Ban đầu, hãy bắt đầu chậm rãi, và sau khi quen, quý vị có thể thực hành đi bộ chánh niệm với mọi tốc độ, kể cả khi đang vội vàng. Để thực hiện đi bộ chánh niệm, quý vị có thể cảm nhận cảm giác của lòng bàn chân khi chúng tiếp xúc với bề mặt đất, bất kỳ loại nào quý vị đi trên, cỏ, cát trên bãi biển, gỗ, xi măng. Nhận thức đến những nhóm cơ bắp mà quý vị sử dụng khi đi bộ. Khi tâm trí của quý vị lạc đề, hãy sử dụng cảm giác tiếp xúc của lòng bàn chân với mặt đất như một điểm neo để đưa quý vị trở lại hiện tại. Hãy dành ít nhất một phút trong ngày để tập trung vào cảm giác khi đi bộ. Mẹo thực hành chánh niệm thành công. Nếu bạn gặp khó khăn khi thực hành chánh niệm, những lời khuyên sau có thể hữu ích. Tập trung vào việc thực hiện một nhiệm vụ tại một thời điểm. Thực hiện quá nhiều việc cùng lúc có thể dẫn đến mất tập trung, vì vậy hãy thử tập trung hết sức vào một việc với mức tập trung cao độ. Hãy đối xử tử tế với chính mình khi thực hành chánh niệm. Không phán xét hay tự trách mình nếu bạn cảm thấy tâm trí đang lang thang. Chánh niệm cũng là việc chấp nhận bản thân và đối xử với bản thân bằng lòng trắc ẩn. Hãy dành thời gian để tập trung vào hiện tại và cho bản thân thời gian để phát triển. Hãy đặt ra một thời gian cụ thể trong ngày để thực hiện chánh niệm và giữ cho thói quen này đều đặn. Bạn có thể thực hành chánh niệm khi ăn uống, đi bộ hoặc trò chuyện để tăng cường nhận thức về hiện tại. Lưu ý khi thực hành chánh niệm. Hiểu rõ khái niệm chánh niệm và nhận thức về những lợi ích của nó có thể thúc đẩy quý vị bắt đầu tìm hiểu và thực hành ngay. Dù cho chánh niệm mang lại nhiều lợi ích,
nó không phải là phương pháp phù hợp với tất cả mọi người. Một số người có thể thấy chánh niệm không giúp kiểm soát được tình trạng quá lo âu và căng thẳng, khi đó tìm đến tâm lý gia có thể là giải pháp tốt hơn. Ngoài ra, một số chuyên gia y tế cho rằng chánh niệm có thể không phù hợp với những người mắc các rối loạn tâm thần. Trong một số trường hợp, việc thực hành chánh niệm trong thiền định sâu có thể gây lo lắng hoặc tách biệt khỏi thực tại đối với những người bị gặp rối loạn này. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, chúc quý vị sức khỏe, an nhiên. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo.